Hey, xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món cá lóc kho tiêu nha các bạn. Mình có chuẩn bị nửa con cá lóc ha. Đó. Và nguyên liệu thì rất là đơn giản. Tỏi nè, hành lá với lại ớt hiểm xanh nha các bạn. Thì để bắt đầu thì khi mà mua cá ngoài chợ về á, các bạn sẽ sơ chế làm sạch rồi rửa lại với nước muối thì nó sẽ sạch nhớt nha các bạn. Thì tiếp đến là mấy bạn sẽ băm tỏi, hành và hái một vài trái ớt nữa. Để chuẩn bị, đầu tiên thì mấy bạn sẽ ướp hết các bạn. Đây mấy bạn chuẩn bị cho mình một cái tô ha, để mình ướp. Bây giờ ướp thì gia vị ướp thì các bạn cho vào đây muối nè, đường, bột ngọt, hạt nêm ha, và một ít nước màu dừa nha các bạn. Đây mình cho gia vị vô ha mấy bạn ha. Và mình cho vào đây vài muỗng nước mắm nha các bạn. Mình cho 2 muỗng rưỡi nước mắm ha. Và đây là nước màu dừa nha các bạn nha. Đó. Rồi, mình sẽ trộn đều nó lên. Rồi và bây giờ thì mình sẽ để đây cho nó hấm gia vị rồi mình mới kho nha các bạn. Rồi thì mình sẽ thử tỏi nha các bạn nha. Cho dập vô. Tiếp theo thì mình sẽ cho tỏi băm lúc nãy mình băm rồi á, vô luôn ha. Rồi khi tỏi của mình nó vừa vàng rồi mấy bạn, mình sẽ cho cái phần cá lóc vô ha. Cái bạn kho với lửa nhỏ nha, để cho cá của mình nó hấm đều gia vị á, nó ngon. Chứ mình kho lửa áp á, lửa lớn quá nó chín áp thì không ngon ha. À đây cái nồi cá của mình nó đang sôi nha các bạn. Thì hồi nãy nó ít nước quá, mình có chế thêm một miếng nước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt trái vô ha. Đó. Mấy bạn nào mà không ăn cay được thì có thể bỏ qua bước này nha. Mình cho vô để mình kho luôn á.
Này, cái nồi cá của mình nó đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ rắc tiêu lên nữa là xong ha. Và tiếp theo mình sẽ cho hành lá lên ha. Thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình nha. Và mình chúc các bạn thực hiện thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.